Ngày 9 tháng 1, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Vietnam Report, VNA, đã xếp hạng Vietinbank vào top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam năm 2019. Bảng xếp hạng VNA 500, top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam là sự kiện thường niên do Vietnam Report phối hợp với báo điện tử Vietnamnet tổ chức. Đây là năm thứ 13 bảng xếp hạng VNA 500 chính thức được công bố nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Việt Nam đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua. Tại buổi lễ công bố bảng xếp hạng VNA 500, Vietinbank tiếp tục nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, Vietinbank đã được ban tổ chức vinh danh trong top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2019, top 50 Vietnam The Best 2019. Kết thúc năm tài chính 2019, Vietinbank đã hoàn thành vượt các mục tiêu đề ra, tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018. Các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018. Tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động. Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng trên 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018. Việc Vietnam Report xếp hạng Vietinbank vào top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất Việt Nam 2019 là minh chứng cho sự phát triển và những kết quả đáng ghi nhận về mọi mặt của Vietinbank trong năm 2019 vừa qua. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.